cây tam tài có nguồn gốc từ Thái Lan, thuộc họ me nước, dễ chăm sóc và ít có sâu bệnh. Đặc biệt, cành cây có độ dẻo nên thường được dùng để tạo dáng bonsai. Điểm độc đáo ở loại cây này chính là khi mới ra đọt non, lá cây có màu hồng, sau đó lá chuyển dần sang màu trắng trước khi đổi thành màu cẩm thạch. Và cuối cùng, lá cây tam tài có màu xanh tươi. Ngoài điểm nhấn của những chiếc lá liên tục chuyển màu đầy độc đáo, loại cây này còn nhận được sự yêu thích của nhiều người bởi những bông hoa màu trắng. Hiện tại, cây tam tài có tuổi đời khoảng 2 năm, được bán với giá hơn 1 triệu đồng một cây. Riêng những cây được tạo dáng hình cây thông sẽ có giá bán lên đến 15 triệu đồng một cặp. Đặc biệt, cây càng to và lâu năm sẽ có giá trị càng lớn, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.